ăn uống là phải ngồi cạnh nhau. Là này là bắp dẹp muối đi chứ không phải là mua đâu. Đó. Thì mời mọi người. Mời ba mẹ, mời Vin, mời Lan. Rồi, mời cả nhà. Dạ anh thử đi, anh thử. Dạ. Mời nha. Rồi. Dạ. Con sẽ thử. Anh tự nhiên như ở Sài Gòn. Dạ rồi, con tự nhiên lắm. Trời ơi. Ủa chị Phượng. Vậy rồi mấy lúc mà anh Phúc anh đi như thời gian đầu khi mà anh chưa chuyển công tác ra hẳn ở ngoài Hà Nội á, thì ở trong đây anh rõ ràng anh không dành thời gian nhiều. Rồi mấy lúc đó chị có kiểu buồn cũng quen em. Nhưng mà lúc đầu á, thời gian đầu á, quen với cái nhịp độ công việc, tức là cứ sáng đang ngủ yên bất dậy. Trễ giờ cuống cuồng chạy đi. Ngày nào cũng vậy á. Tức là đi làm thời sự á, mà nhiều khi ngủ quên á. Nếu mà như vậy thì cái việc mà anh Phúc ảnh xin chuyển công tác để có thời gian nhiều hơn cho gia đình là do tự bản thân ảnh làm điều đó hay là chị có bàn với ảnh hay không? Có đưa ra cái mong muốn của mình không? Không, tự bản thân ảnh với lại thật ra là nó là đến thời điểm ấy. Công việc nó bắt buộc nó phải như vậy. Và tự động là cái công việc nó cuốn đi và ảnh cái nhiệm vụ ảnh nó cứ phải chuyển như ra như vậy thôi. Bắt lòng con hỏi bác nha. Mỗi một ngày nhìn thấy hai bạn ấy lúc nào cũng ồn ào, cũng rộn ràng rộn rã như vậy đó bác, thì bác có cảm thấy là còn cái điều gì lo lắng cho đôi vợ chồng này không? Còn nhiều lắm. Còn lo chứ làm sao mà không lo được. Không phải nhà này. Tới rồi. Tới rồi nè anh. Em rất là nôn luôn á, anh đi nguyên cả một đoạn đường anh không có nói cho em biết cái người nghệ sĩ ngày hôm nay mình tới thăm nhà là tên gì. Suy nghĩ không ra đúng không? Đúng. Bấm chuông cái ra nè. Cộng. Xin chào. Xin chào. Yeah. Ôi, anh yêu. Trời ơi, nhớ lắm. Yêu anh là anh trước là gọi anh. Là phải ôm anh chứ. Tự nhiên sẵn vô một Lan là sao? Anh nhìn phỏng mát của em ngày hôm nay. Anh vô cho em một đồ vô nha. Vô. Đúng là thằng Lợi giết người rồi. Gia đình nói với ông Tám có mối thù truyền kiếp. Anh Dũng. Tôi nghĩ anh nên đi về trước khi tôi cho anh ăn đòn. Xin thề duy nhất một mình em trong trái tim anh thôi Ngọc à. Em biết không? Ngọc nào? Ngọc nghe lộn hoài vậy ta. Và bây giờ thì xin giới thiệu với anh Vin, em gọi anh Vin thôi. Tôi Vin em. Anh Vin và Ngọc Lan xinh đẹp, và bố mẹ vợ của anh là nghệ sĩ nhân Đỗ Lộc và mẹ Bích Diệp, nghệ sĩ Bích Diệp. Dạ. Cùng với bà xã anh là diễn viên Quỳnh Phượng. Anh hai vợ chồng anh chị là đang ăn cá hả? Không, cứ mỗi lần mà đi show hoặc là mỗi lần ví dụ như hai mùa dịch Covid là ở đây hết rồi, tất cả cái gì là ở đây, còn ra mà đi chạy gì đó là gửi hết cho ông bà ngoại. Mà là hai vợ chồng qua là ăn cơm là đã hết nồi cơm rồi. Rồi xin thịt, xin rau. Còn hai đứa nhỏ theo nữa. Xin đồ ăn đem về, gạo rồi đem về nhà hết. Trời ơi, hai bác có thấy phiền không hai bác? Trời ơi, gã gái đi rồi mà cứ lâu lâu cứ phải quay về đây rồi còn phải phục vụ đó. Cho cả hai vợ chồng rồi cả hai đứa con nữa. Cháu bà nội tội bà ngoại. Thì bà ngoại thì cũng thấy là nhiều khi là bây giờ chỉ bố mẹ dành hết tình cảm cho con, cho cháu. Yeah. Thì con cháu về là cái niềm hạnh phúc của ông bà già. Bác ơi, mình là ngoài hai bạn nhỏ này là cháu ngoại ra thì còn cháu nào nữa không bác Diệp? Mà bên ông bà thì mới có hai cháu ngoại. Còn nội thì em chưa có thì, em trai thì còn đang du học và đang làm việc ở, yeah, ở nơi xa. Như vậy là anh ấy chắc được cưng lắm nè bác ha. Nhà rể là con, dâu là khách đó anh. Em nói ngược chứ mình. Con nào cũng là con, chúng tôi coi như là con hết. Yeah. Con rể cũng là con trai của tôi. Yeah. Bởi vì cái hạnh phúc của các con là hạnh phúc của chúng tôi. Trong thời gian vừa qua thì anh Quốc Thuận cũng biết là Phúc rất là bận bịu trong công việc. Yeah. Mà không phải là một miền.
mà là Phúc là chàng MC của hai miền đó, vừa ở miền Nam và ở miền Bắc. Việc mà em xa nhà thường xuyên như vậy thì nó có gây ảnh hưởng gì đến cái đời sống của vợ chồng trong gia đình hay không? Nè, sao em thông báo cho anh biết là anh Phúc mà chuyển công tác ra ngoài Hà Nội là anh Phúc sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ủa là sao? Chưa hiểu. Là tại vì trước đây khi anh Phúc ở trong đây, anh Phúc làm đi làm tin, làm thời sự ngày luôn. Nên là đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Nó đâu có gần gia đình được nhiều. Đi ra ngoài Hà Nội thì có thể là nửa tháng ngoài kia, em không nhớ rõ lịch của anh. Chương trình nó cuốn, người ta cuốn chiếu, người ta quay thì mình sẽ quay trước. Nghĩa là mình còn cái khoảng thời gian còn lại là mình nghỉ ngơi. Tại vì ở trong này cũng vẫn sản xuất chương trình này cho ngoài VTV kia, cho nên em phải vừa quay hai bên thì là cũng cuốn chiếu luôn. Nghĩa là cái khoảng thời gian em ra ngoài Bắc, em ở ví dụ như 10 ngày thì em về đây thì em sẽ được nghỉ. Dạ vâng. Nhưng mà anh thấy em đâu có nghỉ đâu. Thì thật ra là em làm lia lịa, anh thấy em làm rất nhiều nhưng mà em lại có thời gian đưa con đi học. Mà cái chuyện mà làm lia lịa là do đây. Ủa là sao chị quản lý của anh Hồng Phúc? Dạ thì cũng cuộc sống mưu sinh ha. Hôm nay thì con và Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, trước tiên là đến đây để mà tìm hiểu về cuộc sống, về công việc của hai vợ chồng Hồng Phúc và Phượng, và nhân cơ hội cũng được chào hai bác và cũng hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Đúng rồi. Đó, và chút nữa sẽ còn rất là nhiều cái phần phải nói là hấp dẫn. Dạ đúng hấp rồi. Hấp dẫn lắm. Và có một cái phần gọi là ăn cơm. Bác sẵn sàng. Dạ. Như là không khí là chính mà. Dạ. Dạ. Hôm nay nha, em mặc đồ rất là con trai nên em muốn đi với lại hai người đàn ông trong gia đình này. Là đi với Phúc. Như em với bác Lộc đúng không? Dạ. Ủa gì tôi cũng mặc đồ con trai, không lẽ tôi đi với phụ nữ? Anh con trai mặc đồ con trai nó bình thường. Vậy em có cái đầm nào không cho anh mượn? Có cái đầm nào không cho anh mượn? Không, anh ơi, mượn cho Phượng nè, nhà đám con trai. Bạn Phúc á, dạo gần đây là bạn coi như là xuất hiện trên TV rất là nhiều, mà thậm chí là đi xa như vậy. Đó, còn em thì là sau này là em không có đi diễn nữa. Dĩ nhiên là vẫn thấy em là làm MC trong một số chương trình mà của gia đình, đúng không? Nói chung là lui cung về làm hậu phương cho Phúc. Thì nhiều lúc mà thấy chồng mình làm nhiều như vậy và có nhiều cơ hội như vậy thì có khi nào em cảm thấy em chạnh lòng không? Rất là nhớ nghề và rất là muốn đi diễn, nhưng mà thật sự ra cái chuyện mà ở nhà là do em chọn chứ đâu có ai ép em đâu. Và tụi em đặt ra một cái nguyên tắc với nhau, tức là dù đi làm cái gì thì làm, bất cứ lúc nào cũng phải có một là vợ hay là chồng ở nhà với con. Bây giờ là có cái thời gian để mà hả con nè, rồi cùng với lại anh Phúc. Bữa nay là con với anh Phúc sẽ hỏi bác nhiều hơn chứ không phải là con hỏi anh Phúc nữa. Đúng không anh? Đúng. Đúng không? Đồng ý. Bác, anh Phúc á, con được biết ảnh là một cái người làm việc rất là nhiều. Nó là anh dành cái thời gian cho công việc là quá nhiều luôn. Vậy thì có bao giờ mà bác cảm thấy bác bị khó chịu khi mà ảnh lại không có dành cái thời gian cho con gái của mình không? Không. Tôi thì tôi thấy Phúc không phải như thế đâu. Bởi vì thực ra Phúc là làm việc rất nhiều nhưng mà lại là chăm sóc cho con cái cũng không phải ít. Bởi vì cứ dành thời gian ra mà hở ra về là Phúc. Mà một cái bằng chứng mà tôi thấy tôi rất là vui, mà tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, sung sướng ấy, là hai đứa cháu ngoại của tôi ấy, nó yêu bố vô cùng. Con thấy điều đó. Nó yêu bố vô cùng, bởi vì mình thấy là như thế là cái đó là một cái hạnh phúc rất lớn của người cha. Đã có ngồi chung với là chị Phượng cái chương trình Trái Với Mẹ Bỉm Sữa, thì em có nghe cái câu chuyện của Chip. Khi mà anh sanh Chip thì nó cũng rất là vất vả và khó khăn. Vậy thì cái thời gian đó mình phải vượt qua như thế nào? Nó kinh khủng lắm kiểu. Em được biết là phải bán luôn cả nhà để mình mà bán nhà, bán xe. Nói chung là lúc đó là thật ra là tụi anh nghĩ là chỉ cứu con thôi chứ không có nghĩ là lạ gì hết. Ai kêu cái gì đâu cũng đi lo hết. Giống như là dù Lan chỉ anh gì anh đi làm theo, hoặc là khấn vái hay là làm gì là mình đi chữa cho chiếc bằng được. Tại vì các bác sĩ đều từ chối rồi. Các bác sĩ nói là trường hợp của chiếc là không có cứu được. Và ông bà thì lúc đó ông bà cũng đi diễn, rồi bố mẹ anh thì lúc đang bên nước ngoài, là bác anh cũng đang hấp hối, cứ như là rất là nhiều thứ sự kiện diễn ra. Cho nên lúc anh nói chỉ có mình mới gồng được thôi. Chị Phượng thì bị giấu, tại vì chị Phượng lúc mà chị Phượng sanh là chị vẫn ở trong bệnh viện. Anh là người đem cái chip đi qua một cái bệnh viện khác để mà phát hiện cái chuyện tim đó. Mà mọi người thấy anh lúc đó râu ria, rồi nói chung là nhìn ghê lắm. Em nhìn anh rất là già nua. Và em cho anh gì anh ăn cái đó, tại vì anh đói quá mà anh đâu có biết ăn gì đâu. Dù giờ anh còn kén, lúc đó em đưa cho anh Phúc ăn đi là anh ăn.
thì lúc đó cứ ăn để mà có sức cho con. Khi chị biết được chị qua, trời ơi, anh sợ là chị bị kiểu đột quá sốc á, mà chị đi không nổi phải nhiều, chị đi qua luôn. Tại vì lúc đó anh nhớ người ta nói là cái đêm đó là nếu mà không chữa, không qua khỏi là bé chip sẽ mất. Đó là cái anh nhớ được khoảng mấy ngày. Thì nói chung là như anh kể là anh hơi kiểu hơi bị ấy tới, nhưng lúc đó xong cái thì anh báo là tại nhà anh công đạo thì báo cha rồi cái chuẩn bị hết mọi thứ. Mà bác ơi, cái thời gian đó chắc là kinh khủng với gia đình mình lắm ha bác. Tôi thật sự mà nói là tất cả cái lúc thời gian lúc đấy đó là thì tập trung vào hết cho cháu đấy, bởi vì là cháu mình là cháu ngoại mà lại là cháu đầu tiên, cháu đầu lòng đấy, cho nên là cưng lắm và thương lắm. Bây giờ mà nói cái chuyện cũ thì nó nhiều cái mà mình cũng cảm thấy mình có thể nghẹn ngào, có thể vẫn còn cái nghẹn ngào xúc động. Thế nhưng mà thôi may rồi, thì bây giờ nó là may mắn rồi. Yeah. Bây giờ cháu là năm vừa rồi là mới sinh nhật cháu 10 tuổi, cháu khỏe mạnh đẹp yeah. trai, mọi người rất thương đẹp yêu. Trai, và rất thì, dễ thương. Rồi. Anh rất là muốn biết nha, hai vợ chồng có bao giờ mà xích mích không? Tụi em xích mích mỗi ngày, cái gì cũng có thể xích mích được. Tức là mọi cái vấn đề em đều không đồng ý với ổng, và cái gì mà em không thích là ổng sẽ làm. Nói chung là rất là thích chọc gan em, chọc cho em tức giận lên xong rồi đi làm về xin lỗi vậy đó. Chứ thích không vậy? Là dạ thích vậy đó. Một sở thích biến thái quá. Chọn tôi thiệt, tôi tới nhà tôi mỗi lần mà vợ tôi mà cũng như là bà hơi nặng nề với tôi hoặc có một cái gì đó hay là cãi vã với tôi là tôi rất là khó chịu. Dạ. Đó, còn ông Phúc là ổng rất thích vậy đó. Tại vì ở nhà em á, nếu mà không gây lộn, không cãi nhau, ở nhà cửa nó rất là yên không ắng, không vui. Con em nó còn nói vậy luôn, mà hai đứa nhỏ em á, Chip nó còn kêu chứ bố mẹ bữa nào mà không cay gây lộn, không kiếm chuyện cãi nhau là nhà buồn lắm. Trời ơi, thằng Chip nó cũng thích nha. Trời, thằng này, thằng bé này sao nó ngộ nghĩnh nhỉ? Cái mâu thuẫn trong cái thời điểm mà có Chip như vậy có phải là cái mâu thuẫn duy nhất của hai vợ chồng không? Nhiều lắm, rất là nhiều. Lan cũng biết, có nghĩa là khi mà tụi anh ở nhau là 12 năm, 9 năm quen nhau là biết rồi, sao ở 12 năm thì anh lại bị vỡ ra nhiều chuyện. Đây không phải là có ba mà anh tâm sự như vậy. Ba cũng nhiều lần ba nói chứ, ba muốn gặp Phúc để tâm sự. Tại vì nhiều khi anh bị điên lắm, anh bị rất là nóng tính. Cái là tính anh rất là cọc và nóng tính, mà anh bị gia trưởng nữa. Tại vì như anh mới nói chứ là anh nhiều khi anh làm theo cái kiểu của anh, như ba nói để ba gặp Phúc để ba nói cho Phúc nghe rồi kia, nhưng mà anh nói không, con là thôi là thôi. Kiểu có chuyện như khi ra ngoài cái dù như một người khác nghe nói mày sai rồi, lúc anh biết anh sai, chứ cái lúc mà anh cãi lộn chị Phượng là anh không biết anh sai. Thường lúc đó cái tôi mình cao. Và anh cứ nghĩ là anh là đúng. Tụi anh tới bây giờ không biết nhiều lần lắm rồi, không biết cả chục lần á, ký giấy giống như là kiểu muốn bỏ nhau, giống như là kiểu muốn bỏ nhau, tại vì nó quá là mâu thuẫn. Và thật ra là những cái mâu thuẫn nhỏ thôi, nhưng mà anh lại cứ nói là tại sao em không hiểu, cái là anh nói là em phải hiểu đi, tại vì mình là hai mặt con. Nhưng mà chị Phượng, tại vì chị cũng có cái lý lẽ của chị. Bác ơi, thế thì những cái lúc mà hai vợ chồng có mâu thuẫn như vậy á, thì bác có can thiệp vào hay không, hay là tôi bác để cho hai vợ chồng thực ra mà nói là có những cái lúc mà hai em nó như thế thì tôi thường là tôi im lặng đấy, và tính nhà tôi đó là nói nhiều và nói và phân trần nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì tôi biết mà, và cũng người đàn ông mà, tôi biết cái tính lúc đang nóng á thì là phải đi lúc khác mới nói được, mới nghe ra được. Cho nên tôi cũng không can thiệp ngay lúc đấy, thì tôi thường là tôi nghe hết mọi sự việc thôi. Thì để sau đó thì có lúc sau đó thì tôi những lúc nào mà thấy nó bình rồi, bình ổn rồi thì tôi nói lại một chút. Nhưng mà có khi nào mà cãi vã lớn không? Có anh, những cái lớn có thể gây đến những cái bất hòa lớn, đó là về chuyện dạy con, hoặc là về những cái công việc, những cái định hướng trong tương lai hai vợ chồng có những cái quan điểm bất đồng nhau. Thì những cái điều mà bất đồng đó tuy nó là những cái một cái quá trình dài nhưng mà nó âm ỉ, tức là mỗi ngày cứ bồi thêm một chút thì nó sẽ thành một cái chuyện lớn và nó không giải quyết được. Dạ. Có mém gì hồn? Có anh, cũng lâu rồi, một thời gian là em bỏ về đây em ở luôn, tức là em không có ở nhà, em bỏ về đây thì là mẹ cũng hỏi, ba cũng hỏi là có chuyện gì, rồi ba mẹ hỏi từ từ coi là coi có cách giải quyết nào như thế nào không. Nhưng mà sau đó rồi thì cái khoảng thời gian mà tách ra là để hai người bình tâm lại, suy nghĩ lại những cái tranh luận, những cái mâu thuẫn, những cái bốc đồng đó nó chỉ là nhất thời thôi. Bởi vì khi mà bình tâm mình ngồi mình suy nghĩ lại thì mình thấy là những cái điều đó nó chỉ là những cái chuyện nhỏ so với những gì mình đã trải qua và mình đã vượt qua được. Những cái chuyện lớn vậy mình có thể mình vượt qua được. Con bị như vậy rồi, gia đình như vậy rồi, mình còn có thể vượt qua được, thì những cái chuyện nhỏ này nó đâu là gì đâu. Cái chuyện nhỏ này nó đâu là gì đâu. Thì em nghĩ là cứ bình tĩnh,
giải quyết mọi vấn đề và suy nghĩ mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh thì nó sẽ trôi qua rất là nhẹ nhàng. Và ai là người chủ động gọi là nhẹ nhàng giải quyết rồi hàn gắn lại với nhau? Nếu mà nói chủ động nhẹ nhàng giải quyết thì không có cái sự nhẹ nhàng giải quyết, mà cái người chủ động là người kia. Anh có cái sai này, anh hay gây lỗi, anh hay bỏ đi, mà anh nghĩ bây giờ cái đó là cái sai. Tại vì mình phải tận cùng vấn đề, mình phải ngồi hết. Anh thấy có nhiều cách để cho hết vấn đề, khi nào hết thì thôi. Và nếu mà mình bỏ đi cái người đó sai, mà anh lúc nào anh cũng bỏ đi hết á. Và cuối cùng cái người xin lỗi lại là anh. Có nghĩa kiểu như mình thấy mình sai đó, nhưng mà cái lúc mà nhiều khi em nói anh thấy không sai. Tức là chủ động bơ bơ như không có chuyện gì xảy ra anh. Ờ, cái thái độ làm hòa nó kỳ lắm anh. Tự nhiên đi qua nhà cái đầu bơ bơ là vui vẻ rồi. À, hôm nay sao rồi này kia, ổ mẹ này kia, vui vẻ rồi kia, như không có chuyện gì xảy ra, như không hề có cuộc chia ly. Dạ đúng rồi. Ổng hay lắm anh. Dễ sợ vậy đó. Ổng dễ sợ lắm. Trời ơi, tôi không ngờ nữa nha. Bác, mà con hỏi bác nè, bác chỉ có một cô con gái yêu, một cô con gái rượu này thôi đó, và có được một cuộc hôn nhân coi như là gần như là hoàn hảo, thế nhưng vẫn còn có những cái cuộc gần như là chia ly nó sắp xảy ra. Và những lần con gái về để ở, khi mà có cái chuyện gọi là xích mích với Phúc, thì mỗi lần như vậy thì bác có cảm thấy xót cho con gái mình hay không? Lý của người mẹ là nói chuyện với con gái thì nói nhiều, và khi mà mình đã thấy hoàn cảnh của con như thế thì không có một cái gì bằng cách là mình chỉ có là nói chuyện với con mình, là bây giờ phải bình tĩnh lại và tất cả phải nhìn vào hai cái cục vàng của bà mà quên đi hết, thế thôi. Thời gian gần đây thì làm Phúc thì đi làm thường xuyên, còn Phượng thì là ở nhà, chỉ quanh quất ở trong nhà thôi. Mà cái dường như là cái khổ tâm của người đi học nghệ thuật, đã từng đi làm nghệ thuật, thế nhưng bây giờ lại không được làm nghệ thuật, thì bác nghĩ như thế nào về con gái của mình khi mà lui cung về ở nhà chỉ làm việc nội trợ thôi? Bác không cho cái đấy là một cái suy nghĩ mà thực tế. Tất nhiên là mình là đàn bà là phải giữ cái lửa ở trong nhà, còn cái việc đi ra ngoài ấy là người đàn ông. Yeah. Nhưng mà một khi mà cái gia đình mà nếu nó phải ấm cúng thì mới là cái chỗ để cho đàn ông quay về. Hay quá. Bác nghỉ hưu nhưng mà bác vẫn đi làm cùng bác trai, thì mình phải nói với con là ở nhà nếu chồng đi thì nên ở nhà, bởi vì con cái không có ai chăm sóc bằng mẹ. Mẹ phải trông con cái, giữ gìn cái gia đình của mình thì chồng nó mới yên tâm nó đi làm. Yeah. Nhưng mà cái người đàn bà phải biết hy sinh, không thể nào mà ông đi tôi cũng đi, không được. Thì... cảm ơn bác. Những chia sẻ của bác là Phượng thấy vui không, thấy an tâm chưa? Đó, an tâm là cái nhà là của mình rồi đó, an tâm là cái nhà là của mình rồi đó. Rồi người ta đã nói có câu là nhà của bố mẹ là nhà của con. Giờ nhà, thêm nhà của thêm ông Hồng Phúc nữa để chút nữa rồi. lên mâm cơm đi, anh dạch mặt hắn ta nghe. Rồi bây giờ dọn cơm. Hôm nay mình nấu một bữa cơm ăn cho gia đình, nhưng mà nhân tiện mời các bạn cùng gia đình cho vui. Bác giới thiệu là ăn nay món dân dã là canh cua, và ăn với cà pháo. Nhưng mà cái mắm ấy đặc biệt là mắm bác tự tay bác làm. Bác ơi, tôi nghe nói cái món này là chỉ có chính tay bác làm thì bác trai mới ăn. Đúng. Chứ còn người khác làm là bác trai. Nếu bác mà mua ở chợ về là bác phải trưng, phải nấu, không có ăn. Nấu lên, nhưng mà bác đã làm cái này rồi là ăn sống là bác yên tâm bác ăn. Có nghĩa là bác Diệp nấu cái gì là bác Lộc cũng đều là say mê hết trơn á. Thì đấy là bác yên tâm. Con đường đi tới trái tim thì phải đi ngang qua bao tử. Đó, đây nè, cái đôi trẻ này cần phải học hỏi. Ngân học hỏi cái đầu giờ lớn này ăn uống là phải anh ngồi cạnh nhau ra. Đây là bác dẹp muối đi chứ không phải là mua đâu. Đó. Thì mời mọi người. Mời ba mẹ, mời Minh, mời Lan. Rồi, mời cả nhà. Dạ, anh thử đi, anh thử. Rồi, mời nha. Rồi. Dạ. Anh tự nhiên như người Sài Gòn. Dạ rồi, con tự nhiên lắm, trời ơi. Ủa chị Phượng, vậy rồi mấy lúc mà anh Phúc anh đi, như thời gian đầu khi mà anh chưa chuyển công tác ra hẳn ở ngoài Hà Nội á,
thì ở trong đây anh rõ ràng anh không dành thời gian nhiều, rồi mấy lúc đó chị có kiểu buồn cũng quen em, nhưng mà lúc đầu á, thời gian đầu á quen với cái nhịp độ công việc, tức là cứ sáng đang ngủ yên bất dậy trễ giờ cuống cuồng chạy đi, ngày nào cũng vậy á. Tức là đi làm thời sự á, mà nhiều khi ngủ quên á. Nếu mà như vậy thì cái việc mà anh Phúc ảnh xin chuyển công tác để có thời gian nhiều hơn cho gia đình là do tự bản thân ảnh làm điều đó, hay là chị có bàn với ảnh hay không, có đưa ra cái mong muốn của mình không? Không, tự bản thân ảnh với lại thật ra là nó là đến thời điểm ấy. Công việc nó bắt buộc nó phải như vậy, và tự động là cái công việc nó cuốn đi, và ảnh cái nhiệm vụ ảnh nó cứ phải chuyển như ra như vậy thôi. Bắt lòng con hỏi bác nha, mỗi một ngày nhìn thấy hai bạn ấy lúc nào cũng ồn ào, cũng rộn ràng rộn rã như vậy đó bác, thì bác có cảm thấy là còn cái điều gì lo lắng cho đôi vợ chồng này không? Còn nhiều lắm, còn lo chứ, làm sao mà không lo được. Đối với những cái người như chúng tôi á, thì dù muốn hay không á, nó cũng là một cái thế hệ trước các anh chị, các cụ nói là cái câu này này, bắt lũa cũng có khi xô. Nghĩ là thế đó, là nó vợ chồng không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà cái chuyện mà người ta nói là thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông cũng gạn quá. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng thuận được. Cái đặc điểm của Phúc và Phượng á, thì tôi cũng biết là vì cả hai á, hai em á, nó đều có những cái tính nóng này cả. Hơn ai hết nó cùng một cái nghề, cho nên là cái tính cách nghề nghiệp á, nó nhiều khi đó thuận thì rất thuận nhưng mà công cũng rất là công, cho nên là mình phải hiểu và mình phải biết cái đó. Cho nên lúc nào thế, nhà tôi nói rằng là thôi, nó đang nóng như vậy, nó đang nói nhiều như vậy thì con phải nhịn, con phải nhịn, lúc này lúc khác con nói mới được đấy. Thì cái đó là cái cách mà tôi cho là tốt nhất để mà mình giải quyết những cái việc. Hai đứa có những cái dự định gì sắp tới, ví dụ có làm chung với nhau, có mở một công ty hay có một cái dự án gì đó mà có thể lớn hơn, mà có thể hai đứa cùng làm, cùng phát triển và cùng tạo một cái điều kiện để cho các con của mình có thể theo với cái ngành nghề của gia đình này không? Lan, mời em Ngọc Lan. Em biết dự án của anh chị. Anh chị đang có một cái dự án rất là dễ thương, rất là nhân văn. Đó là cái màu hạnh phúc. Được phát sóng ở trên kênh YouTube của anh Hồng Phúc. Và em đã được tham gia hai số. Đó là một cái nơi để gây một cái quỹ cho các em bé để đi mổ tim. Bởi vì đó chính là anh chị dùng cái tình thương của dành cho con của mình mà lan tỏa cái tình cảm đó, và lan tỏa cái gọi là cái nhân ái, cái chân ái đó cho mọi người. Thì đó là một cái dự án em rất là thích. Hạnh phúc của chúng tôi là được gặp gỡ, được đón tiếp những cái vị khách mời luôn luôn sẵn sàng cởi mở, chân thành, và luôn luôn là sẵn sàng đem hết tất cả những cái tâm tư, tình cảm để cùng chung tay giúp đỡ đến những cái hoàn cảnh khó khăn mà Quỹ Màu Hạnh Phúc đang muốn hướng tới. Anh rất mong muốn có một sự kết hợp giữa chồng và vợ cùng làm việc với nhau. Hơn nữa là anh nhìn thấy ở Phượng nó vẫn còn một cái rộn rộn ở trong lòng, một cái lửa nghệ thuật ở trong lòng, mà thậm chí nãy mới nói tôi nè, anh có nhớ kêu em này nghe chưa? Đó, nhớ mời em sẵn sàng sắp xếp. Bác bắt lòng. Hôm nay thì bé thấy là hai bạn ấy coi như là trong cuộc sống hạnh phúc gia đình thì coi như là cũng là ổn rồi. Đó, vậy thì nếu như mà cháu hỏi bác có một cái điều gì mà bác có mong muốn ở Phúc, với Phượng và hai cháu của mình, thì đó là cái điều mong muốn gì? Không có cái gì mong muốn bằng khỏe mạnh này. Dạ. Sức khỏe này. Cái thứ hai nữa là ít nhiều nó có sự may mắn. Dạ. Và một cái nữa là luôn luôn là nghĩ về cái tổ ấm gia đình, mình giữ gìn, phát triển các em cho đây. Đấy. Nên là tôi, ngày xưa tôi khi mà bắt đầu Phượng đi lấy chồng á, mà cái hôm đến đây đấy, gia đình bên ông xui tôi đấy, bên bố mẹ Phúc sang đây đấy, đặt lễ chầu cầu, tôi đã tặng con gái 4 câu rồi. Con nay gái lớn có chồng, có tông, có đạo, phúc hồng tổ tiên, sao cho đẹp cả đôi bên, họ Dương, họ Đỗ, du hiền, rể ngoan. Hay trời quá. Ơi. Chính vì vậy mới có cái tên, có nghĩa là Dương Đỗ Hồng Long hả? Dạ. Đó. Bởi vì khi cháu Long ra đời là đúng năm
1000 năm Thăng Long. Thì lúc đấy là cả nhà vui lắm, bởi vì cháu Âu Long mà. Nên tôi mới nói rằng cháu sinh năm 2010, thủ đô ngàn tuổi, sáng tươi lạc hồng. Cháu là Dương Đỗ Hồng Long, cha Phúc, mẹ Phượng, con rồng, cháu tiên. Hay quá. Đấy, thì những cái lời đó và những câu đó thì là tôi ghi lại trong lòng. Cái lúc đó ba đọc thơ xong là ba tặng tôi có một cái phong bì, bây giờ cũng con coi. Trời ơi, sao em thực dụng quá vậy? Thực dụng quá, em xin luôn. Hôm đó là tôi tặng nó 100 triệu mà. Nhiều đó. Phong bì đó. Thôi, thì tôi đã nói rằng cái này là bơi không này là... Giờ xin lại. Giờ xin lại đúng không? Ôi. Anh ơi, em thấy là nhà anh không ở, anh đi qua đây anh ăn cơm ké không? Anh ăn cơm ké không là anh đã xin thấy kỳ rồi. Xin đem về nữa. Đó. Còn hai đứa nhỏ con anh, nó mang họ Dương nó cũng ăn ké luôn. Mà anh còn đòi gì thêm một cái phong bì nữa. Anh muốn uống nhà này hả? Cũng me đó, cũng thì me cũng xin đó. Người đó, tại vì có mình anh là con rể thì anh là người sẽ phải lo cho ba mẹ anh, thì đó khi mà ba mẹ anh ấy thì cũng anh cũng có miếng giường như trước chầm bưởi, miếng giường như trước chầm bưởi. Đó thì hôm nay thì không biết là anh nãy giờ là anh với Ngọc Lan nói nhiều quá rồi. Dạ. Như em không có nói luôn á Phúc. Em không có. Trời, không có nói gì luôn á anh. Có đất để nói luôn. Trời ơi, không nói gì đó luôn. Đó thì giờ trước khi như là chương trình cứ anh là nhờ em mở cửa cho anh với Lan như vậy đó. Thì em có điều gì muốn gửi gắm, bây giờ là gửi lời yêu thương đến bố mẹ không? Em là em hâm mộ chương trình này lâu, nhưng mà em chưa sắp xếp được để tham gia, em đi Hà Nội suốt. Nên hôm nay mình em ở đây được thì mà Lan với anh Bin tới thăm bố mẹ em rồi thăm vợ chồng em cảm ơn chương trình. Có vẻ kiếp rất là nhiều, nhưng mà sẵn đây chắc em tranh thủ cho em thể hiện tấm lòng em tí xíu. Em cũng có một cái món quà tặng cho con, chắc xin phép ba đại diện tặng cho mẹ. Đó là em ra chuẩn bị xíu. Con đã quay trở lại. Anh thấy có cầm cái gì đó. Nó nhỏ nhỏ thì con chưa có quà gì con tặng cho mẹ nhiều. Thì sẵn chương trình đây là con giống như kiểu con ngân cơ hội chương trình ké để con thật là con không có biết nói gì nhiều, MC thì ok nhưng mà nói gì chứ con, tại vì không có nghĩa là sao nó lời hoa mỹ. Thì hôm nay con có một cái món quà nhỏ con tặng mẹ và con sẽ lấy ra và mong mẹ sẽ sẽ vui. Đây là tấm lòng nhỏ của con rồi cho mẹ. Đây cũng nhân tiện đây là cũng nói là đây nói là không phải lần đầu Phúc tặng quà cho mẹ. Ở đây là Phúc nói là lời cảm ơn thì mẹ xin nhận. Mẹ nhận và cảm ơn con. Nhưng mà mẹ cũng rất cảm động. Mỗi lần con đi công tác về, bao giờ cũng có quà cho mẹ. Quà này là quà lần thứ N rồi, nhiều quà rồi. Quà kia là chỉ là trà bánh thôi. Lúc nào đi về cũng có quà, kể cả đi nước ngoài. Có nhẫn. Có trang sức cho mẹ có rồi chứ không phải lần này mới là lần đầu. Thuốc men là con cũng rất chăm lo sức khỏe cho mẹ, nhưng mà ở đây là mẹ cảm ơn tấm lòng của con, lúc nào con cũng nghĩ đến ba mẹ. Và bởi vì riêng ấy, ba mẹ cũng chỉ có các con và các cháu đúng không, cho nên mẹ sẽ nhận cái tấm lòng của con ở đây. Rất cảm ơn mẹ con. Còn em xin phép chắc em tiếp tục phía bên này ha. Không sao, cứ sân khấu của em mà. Còn riêng cái bạn. Hồi hộp không biết tặng gì nữa trời. Riêng bạn này thì em cũng... Có quẹt thẻ của mình không vậy? Có quẹt thẻ của mình không vậy? Rồi đổi làm có thứ chơi sở, bắt đầu cãi lộn rồi nha. Kiểu vậy chiến ngôn vậy không á, thái độ. Chồng thì chồng nhiều chương trình chồng đã chia sẻ rồi, nói rồi thì thật ra thì em cố gắng anh Bin cố gắng mỗi ngày mà cố gắng được, tại vì tính em nó bị nóng tính á. Với lại là nó em không chưa thay đổi được, nhưng em nghĩ là em sẽ cố gắng dần dần nữa để cho bớt cái kiểu mà nóng tính lại và sẽ ăn nói nhỏ nhẹ vợ hơn. Cũng có món quà tặng vợ, nhắm mắt lại đi. Dạ, rồi cho mượn cái bàn tay nha. Cũng nghi nghi rồi. Ôi, chị cũng nghi nghi rồi. Bảo đảm khóc luôn. Xí khoan nha, cái này em có ý kiến nha. Hồi nào đến giờ á, người ta tặng nhẫn là tặng nhẫn cưới hoặc là nhẫn cầu hôn hay gì đó. Em chưa được cầu hôn luôn anh, cho tới giờ phút này luôn. Em chưa được cầu hôn. Bây giờ hai đứa rồi cầu hôn gì nữa. Thiệt luôn á, không có ai mà giống như vậy hết á. Rồi là không có được mà cái cảnh mà ngôn tình mà quỳ xuống cầu hôn đó. Rồi đây đây rồi cười quỳ cái ngôn tình rồi vậy. Bình Phượng, em có đồng ý làm vợ anh không trước mặt ba mẹ với anh Bin với em Ngọc Lan?
Đồng ý không? Nếu như mà anh hứa là anh sẽ không kiếm chuyện với em không nữa, em đừng có cà khịa, à, đồng anh ý sẽ đúng. Không gây lộn với em nữa và không đi nhậu về khuya nữa thì em sẽ đồng ý, anh hứa đi. Anh hứa rồi. Rồi. Xong rồi cho anh xin lễ nhẫn nha, tại vì anh hóa đơn bill vẫn chưa trả đó. Hóa đơn bill vẫn chưa trả đó. Em không có thể nào nghiêm túc năm cho anh. Thì anh cũng chỉ biết là anh chỉ chúc phúc cho hai em thôi. Ha? Ngoài công việc ra thì là cái cuộc sống của em lúc nào cũng vậy, luôn luôn ở cạnh nhau và luôn luôn là những là hai người bạn đời tuyệt vời của nhau. Nha. Dạ rồi, cảm ơn Bin, cảm ơn Lan và cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã đến thăm nhà Phượng và Phúc, cũng như là có những cái chia sẻ rất là thân tình đối với gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.